Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Diễn viên Vân Trang đã hại sinh lần 2, hóa ra là niềm vui nhân đôi vì điều này. Rất nhiều bạn bè đồng nghiệp bất ngờ khi Vân Trang công bố thông tin đặc biệt liên quan đến nhóc tì. Vân Trang là một trong những diễn viên thân quen đối với khán giả truyền hình khi liên tục đảm nhận nhiều vai chính trong các bộ phim hot sau 5 năm kết hôn với ông xã Việt Kiều Lê Quân và có với nhau một bé gái 5 tuổi tên Quinia, thì tháng 7 năm 2021, Vân Trang xác nhận đang mang thai lần thứ hai khiến cả showbiz vỡ oa. Hôm nay ngày 1 tháng 11, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên hào hứng thông báo đã vượt cạn thành công. Cụ thể, Vân Trang đã đăng hình ảnh hai chiếc áo sơ sinh có theo tên của hai em bé kèm những tiết lộ vô cùng thú vị. Theo chia sẻ, Vân Trang đã bầu đôi cả hai nhóc tì chào đời cách nhau chỉ vọn vẹn một phút. Tên thân mật của hai bé nhà Vân Trang và chồng Việt Kiều lần lượt là Sa và Quy Anna, nặng 2,8 kg. Tuy nhiên đến nay mẹ bỉm chưa tiết lộ giới tính của hai nhóc tỳ. Hiện tại rất nhiều sao Việt bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ của Vân Trang và Lê Quân. Vân Trang hào hứng thông báo đã hạ sinh hai nhóc tỳ đúng vào ngày đầu tháng mới. Giang sao việc đồng loạt gửi lời chúc mừng đến gia đình nhỏ. Chúc mừng bé Trang và cả gia đình đáng yêu nhá. Chúc mừng em và gia đình nha, quá tuyệt vời. Chúc mừng mẹ Trang nha. Trên trang cá nhân của mình, doanh nhân Lê Hữu Quân cũng đã chia sẻ dòng trạng thái Hello November. Ngay lập tức nhiều bạn bè của anh đã phát hiện chi tiết anh cố tình thêm chữ S vào sau chữ November. Điều này vô tình hé lộ chuyện bà xã Vân Trang của anh đã hạ sinh con thứ hai. Vào tháng 7 vừa qua, nữ diễn viên đã bất ngờ khoe tin vui lần hai với ông xã đại gia. Dưới bài đăng đông đảo bạn bè và sao việc, người hâm mộ gửi lời chúc gia đình nhỏ của Vân Trang. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Vân Trang cũng đã chia sẻ, sau khi sinh con thứ hai, cô sẽ dành khoảng 3 đến 4 năm để ở nhà chăm con. Trang muốn con lớn lên trong tình cảm yêu thương của mọi người. Chính vì vậy, sẽ còn khá lâu Trang mới trở lại với công việc nghệ thuật nữ diễn viên tâm sự. Ở tuổi 31, nữ diễn viên có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mạng cùng chồng và ba con. Cùng chúc mừng cho Vân Trang mẹ tròn con vuông nhé! bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo